Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha mọi người ơi. Và Di Khải chúc anh em buổi tối xem video vui vẻ em ơi. Trong video này thì Khải mua cái đao nha mọi người. Cái đao phát sáng nha. Mang cái đao lên. Mang cái đao lên. Khải mua cái đao top 30, sức thương 29 phát sáng nha anh em. Chung là vừa mua vừa nói chung là cái đao này Khải cũng nhìn khá đẹp để mua đánh đao cho vui nè, chứ còn đỡ mà đi bơ ca này nọ thì nói chung là cũng được thôi. Đó, top 30 sức thương 29 nè. Đó, hiện tại ông này là ạc này đang thiếu 5 nè mọi người. Ông bán cái đao, không biết ông bán cái đao đồng xài đao gì đây. Thì Khải mua nem kim cho anh em ơi. Đây, ok. Đao này tính ra phát sáng thì nó tốt hết nó tốn hết 3 kim với lại 1.000 vạn rồi nè. Thì nói chung là chi phí mà đỡ phát sáng thì nó hết khoảng tầm khoảng 3-4 kim rồi. Chi phí phát sáng hết 4 kim rồi. Nên là tính ra cái đao này thì Khải mua khoảng 1 kim hơn. Tầm 2 kim nói chung cũng được nè. Xong rồi phát sáng lên thì cũng được nè. Đó, ok chưa. Cái đao này thì chắc là đỡ Khải có dịp được Khải chuyển thành đao. Khải bước ca đao cho vui nè. Đó, ok chưa. Đó, nãy anh em thấy không, thầy ổng mang cái bao tay mua quần mang cái đao phát sáng màu trắng trắng bạc bạc nè. Thì ok, bây giờ nếu mà mình mang vô thì nó cũng sáng sáng màu đó thôi. Hiện tại bây giờ thì Khải đang đi theo hướng trưởng. Nên là không có mang được anh em, không đủ sức mạnh mà mang á. Nên là đỡ khi nào mà Khải có chuyện đao thì anh em mình cùng xài cái đao này thôi. Đó, ok chưa. Tóc 30 thương 29 dòng 1, hợp lý nè. Chuyển vào là chỉ thay cái đao vào là bơ ca thôi. Đó. Đó, ok, cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em. Đó. Cuối cùng thì cũng sớm được cái đao ok. Đỡ có thể đánh đao 9x. Tóc 30 thì hợp lý quá đẹp rồi nè. Nó đẹp là chỗ đó cái dòng tóc 30 nè. Đó. Chúng là nem kim lục phát sáng thì tính ra cái đao này nó cũng tầm 2 kim thôi, phát sáng thêm 3 kim đó. Rồi, hết kim luôn. Chúng mua cái này là một kim máy nữa này nè, cái này mua một kim 2 nữa này. Đó, nghiên cứu thử bận như thế nào thì mang cái này cũng hợp lý. Đó, nói chung là mới mua cái này nhưng mà đã từ từ tính em ơi. Đó, cái này mua kim 2. Sản phòng thủ 23 sinh lực cộng kim 2, cái này nem kim. Rồi, hãy xin phép anh em khởi video nha. Đừng quên ủng hộ video, Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em.